Sư, nếu có một người A lại nhà người B xin đồ, ví dụ như quần áo, thức ăn, đồ dùng mà người B cho bằng tâm hoan hỷ, thì người A có mắc tội gì không sư? Và ngược lại, người B cho bằng tâm không hoan hỷ, thì người B có tội gì không sư? Tại sao mà Chư Tăng lại chỉ có thể đi khất thực thôi? Thực tế cái chuyện khất thực là tức đi ăn xin. Quý vị đừng có nghĩ từ khất thực nghe nó cao sang, nhưng thực tế khất thực là đi ăn xin. Tại sao mà Đức Phật cho các cái vị tỳ kheo chỉ có được làm một việc, đó là đi khất thực thôi? Tại vì đó, thứ nhất là cái chuyện khất thực ấy, bản chất nó không phải là tà mạn. Mà đối với người đời đó, thì cái chuyện mà đi ăn xin ấy, là cái nghề gọi là nghề, nhưng mà cái nghề nó là cái nghề thấp kém nhất trong xã hội. Thành ra một vị tỳ kheo đi khất thực ấy, thì phải hiểu cái chuyện đó, nó không phải là cái gì mà nó cao quý, nó là cái nghề thấp kém nhất. Thì những vị khác cũng vậy thôi. Người đời thì họ có thể họ đi ăn xin, và cái nghề ăn xin ấy, thì đầu tiên nó không phải tạ mạng, và nó là cái nghề thấp kém nhất ở trong xã hội. Thành ra nó không có lỗi gì hết, nó chưa phải là lỗi. Lỗi là thế này, ở trong Kinh Sa Môn Quả, cái người ăn xin như thế này là có lỗi nè. Tức là đối với những người mà khi họ ăn xin ấy, họ đang xin rồi mà họ còn làm những cái nghề như là bói toán, rồi xem thiên văn địa lý, rồi còn đi kinh doanh, rồi còn chơi bời đàn điếm, còn không có giữ giới. Cái định nghĩa về ăn xin của Đức Phật ấy, nó cao siêu lắm. Mà nếu như mà mình đi ăn xin mà mình không được như vậy, thì cái nghề ăn xin nó lại thành ra tà mạn. Tức là mình dùng cái tiền của người ta để rồi mình phát sanh trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì cái chuyện mình đi ăn xin nó trở thành tà mạn. Rồi mình đi ăn xin, mình xin được, mình nuôi cái thân mạng của mình ấy, rồi mình còn chơi bời đàn điếm những trò mà quý vị nghĩ là nó vô hại, ví dụ như đánh cờ, nhảy dây, bất kỳ một cái trò chơi nào, thì cái nghề ăn xin nó đều trở thành tà mạn. Rồi khi một người ăn xin mà họ có họ nuôi mạng bằng nghề ăn xin ấy, mà họ còn ngồi họ nói dốc, tức là họ còn bàn cái chuyện trên trời dưới đất, còn bàn cái chuyện kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, vân vân và vân vân, thì cái nghề ăn xin của họ trở thành tà mạn. Cho nên ấy, theo cái định nghĩa của Đức Phật ấy, cái người ăn xin mà không phải tà mạn ấy, thì chỉ có một nước là đi xuất gia thôi, đi tu thôi, nó thẳng như vậy. Còn khi mà mình xin cái gì, thì quý vị nhớ giùm cái chuyện này, nhớ giùm chuyện này, lỡ mình đi xin thì mình phải làm cái gì đó để nó xứng đáng cho người ta cho mình. Mình gọi là biết đền ơn, biết ơn ấy. Đầu tiên là mình phải biết ơn, rồi mình phải biết đền ơn như thế nào đó để mà cái người ta cho mình ấy nó trở thành xứng đáng. Bằng cách gì? Bằng cách tu tập, bằng cách giữ giới,
bằng cách phát triển các thiện pháp. Thì như vậy đó, cái chuyện mà mình sinh nó không có lỗi. À, thành ra quý vị thấy không? Chỉ riêng cái chuyện mà đi ăn xin không thôi đó, nó cũng không có đơn giản. Đấy. Còn đối với người cho đó, ha, đối với người cho thì nhớ quý vị nhớ dùm cái chuyện này. Đó là khi mà quý vị cho mà bằng cái tâm không có hoan hỷ á, thì nó vẫn cho quả nhưng mà quý vị không có hưởng được. Ha. Ví dụ như quý vị thấy ở ngoài đời có những người rất là giàu nha, rất là giàu nhưng mà ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, xài một đồng mà keo kiệt mà dắt chày ra nước, trong khi họ rất là giàu, họ có tiền chứ mà họ không có tiền, nhưng mà họ không có cái phước để họ xài cái đồng tiền đó. Thành ra cho thì mình nên cho bằng cái sự hoan hỷ. Tội thì nói tội thì không phải, tội thì không có tội, chẳng qua là mình có phước vật chất nhưng mà mình không có phước xài cái vật chất đó thôi.